Chào mọi người, đây là quang cảnh của làng chài Bãi Hương của đôi chàm. Sau những thời gian mà đánh rỗi thì đây chúng tôi đi vừa làm kiếm tiền và cũng vừa có mồi để nhạo. Bây giờ là hành trình đi giết mực và đi kéo lợn, xem thử hôm nay có được những thành quả gì không em. Mọi người đang xem, hy vọng là có vài con mực để về làm mồi. Hả? Vô. Thấy đẹp không có cái gì hết ha. Làm cái nghề cũng rất là dễ ăn. Cao quá, má đẹp, cao quá. Xịt cho tưới vào nè. Đẹp không có gì. Màu rất là còn tươi trong tươi. Nhìn là dễ thương quá, không thể ăn được. À, nhìn cái màu này, ống bánh luôn. Quá tuyệt vời. Cái tay đó là à, đặt cái lăng im cầm lại là cầm lại được phải thôi, phải thôi, bắt câu được con lẽ rồi đó. Ông dẫn hai con màu mà các bạn thấy được đó, cái gì cuộc sống màu mà rất là sạch sẽ dễ thương quá, không giống em đâu. Đẹp quá, quá đẹp quá. À, quá là ok rồi. À gì không chỉ một nhậu ấy, bốn con còn một con là mình ăn đồ. Quá nè hả đồ đúng không, lần nào cũng pha mà chén nhìn không thấy thôi, cái sao lên lại cái lên của mặt nước làm cái roi lần của bà đang không thấy luôn. Con đi con bả lộn đấy chứ ký hả ký đó. Nếu mọi người thấy những video hấp dẫn và thiết thực thì mọi người hãy giúp đăng ký cho kênh Homestay Ngô Khánh để chúng ta có những video tiếp theo xem hấp dẫn hơn cho mọi người.